Rồi đó, ở đây nó sẽ hiện lên cái bảng này ha. Cái này rồi, bây giờ mình xóa cái cũ đi, mình add lại ha. Rồi rồi bây giờ nó là lúc đầu cái user kế toán là mình để chia sẻ và tạo cái quyền của nó đó. Bây giờ mình tạo tiếp một cái quyền cho nhân viên IT nữa. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ chọn add, chọn add ha. Rồi rồi mình chọn advance, chọn advance, rồi chọn final, final. Rồi rồi mình tìm đến cái user nhân viên IT, nhân viên IT đúng không? Rồi tìm đến user nhân viên IT để mình chia sẻ lúc ban đầu ha. Rồi, nhân viên IT nằm đâu rồi? Đó. À, nhân viên IT đây. À, đó, mình tìm nhân viên IT này ha. Đây cho thấy này. Ha. Rồi, đó mình tìm đến nhân viên IT ha. Rồi, đó mình chọn vô một nhân viên IT đây. Rồi, vào đây. Chọn OK. Rồi, chọn OK. Rồi, rồi bắt đầu mình mới set quyền đó. Lúc đầu á là cái quyền kế toán á là mình chọn full control và chọn cả cái chain và cái risk. Thì bây giờ mình không có chọn cái quyền full control, là cái quyền là đọc, chỉnh, sửa, xóa, tạo file này kia. Bây giờ là mình sẽ chọn cái mục chỉnh sửa, mục chỉnh sửa và đọc, xem đọc, không có chọn quyền full để xem coi thứ là nhân viên IT có thể là chỉnh sửa được cái file trong kế toán không, và có quyền đường xóa không ha. Rồi bây giờ mình chọn vào đây, chọn chain và read, chọn apply, chọn ok, apply, ok, close. Rồi bây giờ đây mình chuyển xuống cái mấy mấy con ha. Chuyển xuống mấy con, rồi để mình chuyển xuống mấy con này. Rồi tương tự là mình đăng nhập vào cái user nhân viên IT. Rồi, IT đây. Rồi, nhập password vào. Rồi đó, để nhập vào nhân viên IT. Rồi đó, nhân viên IT đây. Rồi bây giờ mình xâm nhập vào cái IP của server để mình xem thư mục của nó. Rồi tương tự mình gọi IP nó ha, IP enter. Rồi đó, để hiện lên thư mục data kế toán. Bây giờ mình mở lên thứ xem được có được cái thư mục kế toán 2 là mình không mở được. Đó, kế toán 1 mở được, nhân viên IT xem thử có mở được kế toán cái file chỉ chỉ và phân quyền kế toán không. Rồi rồi đã mở được, rồi đã mở được. Rồi bây giờ bên trong nó có cái thư mời kế toán, thì bây giờ mình xem coi thứ này cái quyền của cái nhân viên user của IT có thể là xóa được cái thư mục kế toán này không. Rồi mình kích chuột phải delete, yes. Rồi không xóa được, báo là bạn không thể xóa được, là cái nó sẽ giới hạn cái quyền không, nó chỉ cho mình cái quyền được xem và chỉnh sửa, không có được quyền xóa và tạo file ha. Xem bây giờ mình chỉ tạo file thứ này, mình tạo. Rồi mình tạo ha. Rồi enter. Không được luôn. Đó, không được luôn. Đó, các bạn thấy không? Không được. Không được tạo này. Rồi là một cái thứ nhất. À, thấy không? Thấy chưa? Không được tạo. Thấy chưa? Xóa. Đó, không được xóa. Thấy chưa? Ok, đó, không được tạo xóa. Và chỉ việc đường chỉnh sửa được, coi có chỉnh sửa được không? Rồi, bây giờ mới cái này vô mình chỉnh sửa. Chỉnh sửa ha. Vào cái này ha, và thêm cái này ha, và enter xem. Không đó, thấy chưa? Ok, nó chỉ giới hạn ha. Đó là các bạn thấy không, không được xóa, không được chỉnh sửa, đó, không được tạo, đó, chỉ được quyền xem cái thư mục data kế toán, là bên trong xem những cái file của data đó. Rồi còn quyền của user kế toán 1 là được toàn quyền là xem, chỉnh sửa, xóa thôi. Là các bạn là bây giờ là xem rất là kỹ cái quá trình mình sẽ chỉ các